Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ngặt xốp tiền bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là hai mẫu ghế mới bên mình thì mình quay để giới thiệu sản phẩm cho các bạn xem. Khi các bạn mua combo bên mình thì gồm có 3 món nhé. Một là ghế lớn này, đây cái ghế vằn này thì là chất liệu nhung lạnh Hàn Quốc nhé các bạn. Còn ghế thổ cẩm lên này thì là ghế trúc liệu canvas nhé, toàn hàng nhập khẩu rất chi là đẹp luôn. Khi gối thì bên trong đã có lõi bông đầy đủ rồi, còn đôn thì đã cũng có lõi xốp nhá, và bên trong có lót thì các bạn có thể dễ dàng tháo vỏ ra được, rất chi là tiện lợi nhé các bạn. Ngồi lên cũng rất chi là êm và thoải mái nha các bạn ơi. Bởi vì ghế là có gối ôm này và có gác chân rồi. Đấy. Và tháo ra vệ sinh rất chi là tiện lợi nhá. Đây. Có đường ghi khóa rất chi là chắc chắn nhá. Đấy, rất chi là chắc chắn luôn. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi, nên các bạn cứ yên tâm nhé các bạn. Hàng đảm bảo chất lượng và đẹp. Đấy, bên trong có lót này. Lót bên trong cũng rất chi là xịn nhá, và hạt xốp dày dặn nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn.